Ok, chúng ta sẽ đến với từ tiếp theo đó là desultory. Desultory có nghĩa là sự thiếu lành mạnh, rời rạc hoặc không có kết quả rõ ràng. Thường chỉ những cái hành động mà hoặc là cuộc trò chuyện diễn ra một cách ngẫu hứng, không có mục đích rõ ràng và sự thiếu tập trung. The meeting was desultory, with no clear agenda or decision made. Kiểu như nó không có một sự liên quan gì hết với nhau ấy. Desultory. 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 The conversation were desultory, jumping from one topic to another without any connection. Kiểu như nó rất là tùm lum, nó không có một cái sự logic gì hết. Desultory. Desultory. Tóm lại, desultory mô tả sự thiếu tổ chức, không nhất quán, không tập trung trong hành động hoặc suy nghĩ. Từ tiếp theo là diatribe. 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 Diatribe có nghĩa là lời chỉ trích kịch liệt, bài phát biểu đả kích, thường là một bài nói hoặc bài viết dài, giận dữ, chỉ trích một cách mạnh mẽ và gay gắt. The senators delivered a diatribe against the new policy, accusing the government of corruption. Thượng nghị sĩ đã đưa ra một bài công kích chống lại các chính sách mới, cáo buộc chính phủ tham nhũng. She launched into a diatribe about the poor service at the restaurant. Cô ta xả một tràng chỉ trích về dịch vụ tệ hại ở nhà hàng. Tức là cái diatribe này nó diễn ra rất là mạnh mẽ và nó kiểu giống như là đai nghiến trong một thời gian dài luôn á. Diatribe. Mọi người thấy thấy trong trong hình đó là một anh con trai, ổng thất nghiệp, ổng nằm nhà bị ba mẹ ổng chửi mắng rất là nhiều, bị diatribe rất là nhiều. Tiếp tới là diffidence. Diffidence. Diffidence, từ này cũng gặp khá là nhiều trong các cái bài, trong các cái bài viết rồi bài đọc đúng không? Diffidence có nghĩa là thiếu tự tin, rụt rè. Diffidence. Diffidence. Thiếu tự tin, rụt rè hoặc khiêm tốn một cách quá đáng. Thường xuất phát từ sự lo lắng hoặc sợ hãi về một việc bị đánh giá hoặc không muốn thể hiện bản thân. Her diffidence made her hesitate to speak up during meetings. Despite his talent, his diffidence prevented him from pushing leadership roles. Tóm lại, diffidence mô tả sự rụt rè, thiếu tự tin hoặc khiêm tốn một cách quá mức cho việc bày tỏ ý kiến hay hành động, kiểu nhát á. Diffident. Tiếp là diffuse. Diffuse. Đây cũng là một từ hay thấy, đó là phân tán, lan tỏa hoặc là trải rộng theo nhiều hướng. Từ này có thể sử dụng theo nghĩa đen, tức là phân tán theo kiểu dạng vật chất luôn á. Ví dụ như là các cái tia ánh sáng nó hướng vào cái gương phản xạ lại thì đó là diffuse, đó là diffuse reflection. Ngoài ra nghĩa bóng của nó có nghĩa là một điều gì đó nó dài dòng, không rõ ràng và không tập trung, là phân tán ra. The perfume slowly diffused through the room. Nước hoa lan tỏa khắp phòng. The sunlight diffused through the clouds, creating a soft glow. Ánh sáng xuyên qua cái đám mây tạo ra một ánh sáng nhẹ. Glow là
ánh sáng kiểu như là nhẹ nhàng, như là tia. The essay was too diffuse, make it difficult to understand the main point. Tức là cái bài viết nó rải rác, nó thiếu logic, nó tùm lum tà la hết, thiếu mạch lạc. Thì cái từ này có thể là khá là đồng nghĩa với cái từ desultory ở cái mạng này đúng không? Desultory cũng là cái sự không mạch lạc, không rõ ràng này. Diffuse, tóm lại diffuse có thể mô tả một sự lan tỏa hoặc phân tán, hoặc chỉ điều gì đó quá dài dòng và thiếu tập trung. Như là incident light thì nó sẽ tạo ra các diffuse reflection. Ok. Disabuse. Từ abuse thì mọi người biết quá rõ ràng đúng không? Nó là kiểu như bắt nạt ấy. Còn disabuse tức là không bắt nạt nữa. Ừ. Tức là làm cho một ai đó tỉnh ngộ hoặc giải thoát khỏi một quan niệm sai lầm. I try to disabuse him of the idea that the success comes without hard work. Tôi cố gắng làm anh ta tỉnh ngộ ra khỏi suy nghĩ rằng thành công đến mà không cần phải làm việc chăm chỉ. Tức là tôi cố gắng làm cho anh ta hiểu rằng là muốn thành công thì sẽ phải làm việc một cách chăm chỉ. Disabuse. She was quickly disabused of her misconceptions about city life. Cô ấy nhanh chóng nhận ra rằng những quan niệm sai lầm của mình về cuộc sống thành phố. Tóm lại, disabuse có nghĩa là giúp ai đó nhận ra rằng niềm tin hoặc suy nghĩ của họ là sai, đưa họ ra những ngộ nhận. Đó, abuse là bắt nạt, nhưng mà disabuse tức là không bắt nạt, tức là làm cho người ta tỉnh ngộ ra. Disabilist buildings experience interchange provide the right support service. Đúng không? Kiểu những cái tác để cho người ta tỉnh ngộ ra. Disabuse. Disingenuous. Ingenuous tức là chân thật đúng không? Ingenuine. Nhưng mà disingenuous tức là không chân thật. Disingenuous. 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 Disingenuous là không chân thật, thiếu thành thật hoặc giả vờ, tỏ ra gây thơ, thường chỉ hành vi cố ý che giấu sự thật và không bày tỏ một cách thẳng thắn. Her apology seemed disingenuous as she continued to behave the same way. Cách lời xin lỗi của cô ta không có chân thật chút nào. Cô ta vẫn làm như vậy thôi. Tức là trước hay là sau khi mà xin lỗi xong thì hành vi cũng chả thay đổi gì cả. It was disingenuous of him to claim he had no knowledge of the problems. Thật là nói dối khi mà anh ta nói rằng là anh ta không biết gì hết. Tóm lại, disingenuous mô tả hành vi hoặc lời nói thiếu thành thật, giả vờ hoặc là cố tình che giấu sự thật. Đây có hai người, đúng không? Ai cũng che giấu cái bộ mặt của mình hết. Đó là sự disingenuous. Ingenuous. Tiếp tới là disinterest. 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 Disinterested. Thì mọi người sẽ phải phân biệt với cái từ uninterested. Uninterested là không có quan tâm gì hết. Nó sẽ ngược nghĩa với lại cái từ interest, là kiểu hứng thú đúng không? Thì uninterested là không hứng thú. Nhưng mà disinterested tức là mình rất là công bằng, không có nghiêng về phía nào hết. Mình có một cái ví dụ ở đây, đó chính là we need a disinterested judge to ensure a fair trial. Chúng ta cần một thẩm phán vô tư, công bằng, văn minh, vô tư, công bằng, công minh, khách quan, không thiên vị, để có thể đảm bảo một phiên tòa công bằng. A disinterested third party was called into to
mediate the dispute. Tóm lại, disinterested mô tả sự vô tư, khách quan, không thiên vị, cũng không có lợi ích cá nhân liên quan. Đôi khi từ này sẽ bị nhầm với lại từ uninterested. Ok, tiếp vào. Disparage có nghĩa là chê bai, làm giảm giá trị hoặc là coi thường, nói xấu, hạ thấp uy tín. Thì mọi người có để ý không, khi mà một cái từ nó được rất là nhiều từ đồng nghĩa như vậy, khi mà chỉ nói, khi mà nói về cái sự chỉ trích, đúng không? Ví dụ như nãy giờ mình có học là disparage, rồi là từ diatribe, từ denigrate, rồi từ những cái từ nó có nghĩa xấu ấy, nghĩa là chỉ trích ấy. Thì ở đây cũng vậy, disparage có nghĩa là chê bai, làm giảm giá trị. He never missed an opportunity to disparage his competitors. Her achievements were often disparaged by her colleagues. Disparage. Tiếp tới là disparate có nghĩa là khác biệt hoàn toàn, không liên quan, không thể so sánh được. The two cultures were so disparate that it was hard to find common ground. The research covered topics as disparate as ancient history and modern technology. Nghiên cứu bao gồm những cái chủ đề khác biệt như là khác biệt hoàn toàn như lịch sử cổ đại và công nghệ hiện đại. Tức là cái ancient history và modern technology nó disparate với nhau. Tóm lại, disparate mô tả những thứ hoàn toàn khác nhau và không có sự liên quan rõ ràng. Mọi người thấy là ở đây có một cái bụi cây và một cái cây nó có thân gỗ vững chắc. Thì hai cái này nó disparate với nhau, nó không có liên quan gì với nhau hết. Tới dissonant. Dissonance có nghĩa là sự bất hòa, mâu thuẫn, không hài hòa, dùng để mô tả sự khác biệt hoặc xung đột giữa các yếu tố, đặc biệt trong âm nhạc không hòa hợp hoặc trong ý tưởng, giá trị và cảm xúc. There was a dissonance between what he says and what he actually did. Ok, thì cái từ này nó cũng hơi giống cái từ disingenuous, không chân thật. Dissonance là sự không hòa hợp, không có giống. The dissonance in the music made it difficult to listen to. Tóm lại, dissonance mô tả sự mâu thuẫn hoặc xung đột giữa các yếu tố, dù là âm nhạc, tư tưởng hay là hành động. Đó, thì mọi người cũng thấy ở dưới đây có một cái ảnh là cognitive dissonance, tức là hai người này nói chuyện với nhau. Thì cái bạn ở trên mạng mới nói rằng là sự ác độc của động vật thì sai, nhưng mà cũng rất là ngon. Còn con kia thì mố, kiểu what the hell, cái gì vậy? Thì hai người này không thể hiểu nhau được. Nó không có cùng hệ ngôn ngữ, hoặc là nó không có cùng cái level để hiểu nhau ấy. Thì cái đấy là nó là dissonant. Tiếp nhá.
Doctrineer. 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 Tức là sự cứng nhắc trong lý thuyết, bảo thủ trong quan điểm và không linh hoạt trong cách thực hiện các ý tưởng, thường dùng để chỉ những người tuân thủ chặt chẽ vào lý thuyết học thuyết mà không tính đến thực tế hay hoàn toàn cụ thể. Her doctrinaire approach to education left little room for creativity or flexibility. Sự giáo dục cứng nhắc của cô ta không để lại nhiều chỗ cho sự sáng tạo hay linh hoạt. Kiểu như là dạy một cái cách dạy mà chỉ lên viết lên bảng, sau đó là viết lên những cái từ ngữ khó hiểu ở trên bảng mà nó rập khuôn á. Thì cái sự doctrineer không có một cái mới mẻ nào, ví dụ như là tích hợp công nghệ AI vào trong giảng dạy này, hay là chỉnh sửa slide làm sao cho nó sinh động, sống động hơn để học sinh nó không buồn ngủ ấy. Thì cái sự doctrineer là ở đó, là sự cứng nhắc, sự bảo thủ, cứ khăng khăng là mình đúng á. The leader doctrineer stance made it difficult to adapt to changing circumstances. Quan điểm cứng nhắc của nhà lãnh đạo khiến việc thích ứng với các tình huống thay đổi trở nên khó khăn, đặc biệt là trong các cái đợt biến động lớn, ví dụ như COVID-19 đúng không? Mình không thể dùng những cái doctrineer được. Tóm lại, doctrineer mô tả trạng thái bảo thủ, cứng nhắc, chỉ dựa trên lý thuyết mà không linh hoạt hay xem xét hoàn cảnh thực tế. Có một cái ảnh nó hơi ghê một xíu, đó là một cái ảnh cổ nó nói về là doctrineer, tức là những cái người mà ở trên tầng lớp cao, người ta cứ rất là bảo thủ, người ta chỉ khăng khăng là mình đúng thôi. Thì mọi người thấy là cái hành động của họ không có tốt tí nào đúng không? Nhưng mà họ không có nhận ra là cái hành động, hành vi, cái kết quả của hành động của mình nó gây ra những cái hậu quả rất là xấu. Họ rất là doctrineer, và những cái người ở dưới phải hứng chịu hết á, những cái dân đen á, doctrineer. Tiếp tới là dogmatic. Dogmatic. Ở đây nó khá là quen thuộc ở chỗ đó là cái từ dog. Dog là chó đúng không? Thì người ta có một cái phrase ở trong tiếng Anh đó là we can teach an old dog a new trick, tức là không thể dạy một con chó đã già những cái mẹo được, những cái bạn không thể huấn luyện một con chó già được. Rất là khó để huấn luyện một con chó già khi mà mọi thứ nó đã vô nề nếp rồi. Thì dogmatic nó cũng như vậy, nó cũng là cái sự bảo thủ, cố chấp, giữ vững quan điểm, nó cũng giống như cái từ doctrineer, đúng không? He was so dogmatic in his opinions that no one could convince him otherwise. Anh ta quá cố chấp trong quan điểm của mình đến mức không ai có thể thuyết phục được anh ta thay đổi. The professor's dogmatic approach to teaching discouraged students from asking questions. Tóm lại, dogmatic mô tả những người cứng nhắc, bảo thủ trong quan điểm, không linh hoạt, không chịu thay đổi, ngay cả khi đối mặt với những ý kiến trái chiều. Đó, thấy cái ảnh không? Something happened when he started controlling the internet. He became accidentally dogmatic. Tức là khi mà anh ta tiếp xúc với lại internet thì trở nên rất là bảo thủ. Và nó cũng biến thành con chó luôn này, tức là người ta chơi chữ cái từ dogmatic là con chó. Con chó cứng nhắc bảo thủ đó. Đó. Thì lúc này mình cũng có so sánh giữa doctrineer và dogmatic. Thì doctrineer nhấn mạnh đến lý thuyết và sự áp dụng lý thuyết, những cái học thuyết mà nó không có linh hoạt. Còn dogmatic là những niềm tin cá nhân. Thì đơn giản là cái từ doctrine á. Doctrine là những người mà học giả có hiểu biết và có học tập á. Còn dogmatic thì nó chỉ là niềm tin cá nhân thôi, nó thuộc về cá nhân thôi. Tiếp, ebullience. Ebullience.
ebullient. Ebullient. Ebullient tức là sự nhiệt huyết sôi nổi, tràn đầy năng lượng. Đúng không? She was ebullient after receiving the job offer. His ebullient personality made him the life of the party. Tóm lại, ebullient mô tả một người có tâm trạng hoặc tính cách nhiệt tình, tràn đầy năng lượng và lạc quan. Đó, thì khi mà mình đọc cái từ bully á, thì cái nghĩa nó hơi xấu đúng không? Kiểu mình cứ nghĩ đây là một cái từ nó liên quan đến bắt nạt hay là gì này nọ, nhưng mà ebullient nó ngược lại hoàn toàn so với những cái gì mà mình nghĩ. Nó là sự nhiệt huyết sôi động của tuổi trẻ. Tiếp đó là eclectic. 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 Eclectic là sự đa dạng, sự phong phú, chọn lọc từ nhiều nguồn khác nhau, thường để mô tả phong cách, ý tưởng hoặc sở thích kết hợp từ nhiều lĩnh vực, trường phái hoặc nguồn khác nhau thay vì chỉ theo một cái phong cách cụ thể. Ví dụ như her taste in music is eclectic. She enjoyed everything from classical to hip-hop. The restaurant menu is eclectic, offering dishes from various international cuisines. Tóm lại, eclectic mô tả sự kết hợp hoặc lựa chọn nhiều nguồn khác nhau, mang tính đa dạng và không bị giới hạn trong một trường phái hay phong cách duy nhất. Eclectic style, phong cách chiết chung. Bình thường là nghe cái từ chiết chung thì nó rất là khó để hiểu thực sự nó là cái gì đúng không? Thì chiết chung tức là cái sự kết hợp của nhiều yếu tố, các nhiều trường phái khác nhau, tạo nên một sự pha trộn độc đáo. Chiết chung đúng không? Chiết là việc mà mình chiết xuất, mình lấy những cái tinh hoa, đúng không? Chung là trung hòa, tức là mình sẽ lấy từ nhiều nguồn, lấy học hỏi tinh hoa của nhiều nguồn, mình kết hợp với nhau mà nó không bị lố, nó rất là hài hòa. Đấy. Thay vì tuân theo một quy tắc hoặc phong cách duy nhất, eclectic style cho phép lựa chọn một yếu tố mà không bị giới hạn, miễn là chúng được sắp xếp một cách khéo léo để tạo ra sự cân bằng và thống nhất. Đó, thì thấy một căn nhà chiết chung, một căn nhà theo eclectic style thì nó có tranh ảnh này, có màu sắc đa dạng, có nhiều nhiều nguồn, nhiều cái văn hóa khác nhau được kết hợp đúng không? Tiếp là effect. 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 Effect là sự kiệt quệ, suy yếu, mất đi năng lượng và sức mạnh. Thì cái từ effect này nó cũng hơi giống với lại một cái từ nào, mọi người nhớ không? Cái từ yếu ấy, đó là từ craven. Craven. Đó. Ví dụ the once powerful empire became effect and unable to defend itself. Thì cái này nó là sự yếu đuối của cả một ý chế đấy, nó không thể tự bảo vệ được cái đế chế của mình. His effect manner made him seem out of place in the rugged environment. Cách cư xử yếu đuối, kiệt quệ, thiếu năng lượng của anh ta khiến cho anh ta lạc lõng trong môi trường khắc nghiệt. Tóm lại, effect mô tả trạng thái suy yếu, thiếu sinh lực, không còn hiệu quả, đúng không? Ví dụ, ông anh này rất là effect khi ông không có thể nâng cái tạ lên được. Effect. Tiếp là efficacy. Efficacy. Ngược lại với từ effect đúng không? Thì efficacy. Efficacy. Efficacy có nghĩa là hiệu quả và tạo ra một cái kết quả mà họ mong muốn. Efficacy. Efficacy. Efficacy.
The efficacy of the new drug was so proven in the clinical trial. The teacher questioned the efficacy of the new teaching method. Tóm lại, efficacy mô tả khả năng tạo ra kết quả hoặc hiệu quả mong muốn. The ability to produce a product to produce a beneficial effect. Efficacy làm chúng ta sẽ liên tưởng đến từ effect, và efficacy là những cái kết quả mong muốn, những cái beneficial effect, efficacy. Tiếp là effrontery, tức là cái sự trơ trẽo. Front là gì? Front là đối mặt, đúng không? Là face to face, là đứng trước mặt. Thì effrontery là kiểu trơ trẽo. Trơ trẽo là sao? Tức là khi mà người ta làm một việc gì đó, người ta không sợ là đứng trước mặt ai, người ta cứ trơ cái mặt ra. Thì đấy là effrontery. He had the effrontery to ask for a raise after only working a month. Anh ta trơ trẽo đến mức dám xin tăng lương. Ask for a raise after, sau một, chỉ sau một năm sau khi làm việc. À, một năm thì cũng không effrontery lắm. Ông này mới có một tháng thôi, ông quá là effrontery. Her effrontery during the meeting shocked everyone. Tóm lại, effrontery mô tả một hành vi hoặc thái độ trơ tráo, vô liêm sỉ, thường vượt qua giới hạn. Effrontery is Japan Pass. Mọi người cũng biết một cái event khá là lớn của Nhật những năm gần đây, cũng mới đây thôi, đó là họ đổ cái vũ khí hạt nhân, không phải vũ khí hạt nhân mà là phóng xạ luôn ra biển. Thì họ không có quan tâm theo quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng hay là những cái người xung quanh biển, đúng không? Cũng of course là nó cũng đã phải đáp ứng các cái nhu cầu, các cái yêu cầu về hàm lượng các thứ ba la ba la rồi, nhưng mà theo như cái ông tác giả này thì ông ấy thấy Nhật Bản quá là effrontery khi làm vậy. Effrontery. Tiếp tới là allergy. Allergy. Tức là một cái bài văn tế, một bài buồn, đúng không? Bài thơ buồn, bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc thương trước cái chết của một người, hoặc để tưởng nhớ những điều đã mất, thể hiện sự buồn, sự suy tư. Cái từ này nó khá là buồn ấy. Allergy. His poet wrote an elegy. The poet wrote an elegy to mourn the passing of his close friend. Bài thơ, the poet là nhà thơ đã viết một bài thơ buồn để tưởng nhớ sự ra đi của người bạn thân. Hay là her latest book contains several elegies reflecting on the passing of the time. Cuốn sách mới của cô ta chứa những bài thơ buồn suy ngẫm về sự trôi qua của thời gian. Thì kiểu như mọi người cũng thấy là cuộc sống trôi qua từng phút từng giây, đúng không? Khi mà mọi người xem cái video này thì nó cũng
trôi qua mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời chúng ta, thì cô nhà thơ này cô thấy rất là tiếc về những cái phút giây đó, nên là cô đã viết một cái elegy để reflecting nó. Tóm lại, elegy là một thể loại văn học thường thể hiện nỗi buồn, sự tiếc thương đối với cái chết hoặc sự mất mát. An elegy is a literary journal that expresses, đó, một cái thể loại văn học that expresses sadness and lament for the loss of something or someone. Mất một thứ gì đó hoặc là mất một người nào đó, đúng không? Có thể là sự chết chóc của một người bạn của nhà thơ, hoặc là sự ra đi của thời gian, không nhất thiết phải là người mất, điều gì đó cũng được. Such as the death of the loved one, an unfavorable situation, or a bygone era. It is characterized by melancholic, reflective, and emotive tones, often following a specific metrical structure. Through elegy, poets find a way to express their grief in honor to those who are no longer with us. It is literary journals that have been cultivated by writers from different eras and cultures, leaving profound marks on literature. Đó là elegy. Tiếp tới, illicit. Thì mọi người cũng biết là illicit là illegal, nhưng mà illicit tức là cái sự mình bới móc ra, mình gây ra, mình lấy ra được, gọi ra được cảm xúc hoặc là một cái thông tin từ người nào đấy. The teacher questions were designed to elicit through thoughtful response from the students. Đúng không? Her remarks elicited laughter from the audience. Đó. Cái lời nhận xét thì nó đã elicit. Nó khơi gọi ra những cái khiến cho mọi người cười. Tóm lại, elicit mô tả hành động gọi ra hoặc là lấy ra cảm xúc, thông tin gì đấy, đúng không? Elicit và elicit nó sẽ phát âm giống nhau, nhưng mà cái từ elicit là động từ, đúng không? Hoặc là nó là tính từ, là bất hợp pháp, nhưng mà cái cách viết nó khác nhau ấy. Elicit. Embellish có nghĩa là trang trí, trang hoàng cho một cái gì đấy, tô điểm, đúng không? Thêm thắt các chi tiết không đúng sự thật vào một câu chuyện để cho nó hấp dẫn hơn. Ví dụ, she embellished her dress with beautiful embroidery, là thêm những đường thêu đẹp vào trong cái váy của cô ấy. He tends to embellish his story to make them more interesting. Embellish là thêm thắt, là tô điểm cho thêm, đúng không? Tóm lại, embellish có nghĩa là làm đẹp hoặc phong phú thêm bằng cách thêm vào các chi tiết, dù là trang trí hay là thêm vào lời nói. Đấy, hai người này đang embellish cái cây thông Noel để chuẩn bị cho Giáng sinh. Embellish. Tiếp là Rescind có nghĩa là hủy bỏ, thu hồi, bãi bỏ quyết định, luật lệ hoặc hợp đồng đã ban hành trước đó. Từ này thường được sử dụng khi một quyết định chính thức hoặc pháp lý bị thu hồi. The company decided to rescind the job offer after reviewing the candidate's background. Công ty quyết định hủy bỏ lời mời làm việc sau khi xem xét lại lý lịch của ứng viên. Công ty quyết định rescind
lời mời làm việc sau khi xem xét lại lý lịch của ứng viên. The government rescinded the law due to the public opposition. Chính phủ đã rescind cái luật này vì sự phản đối của công chúng. Tóm lại, rescind có nghĩa là thu hồi hoặc hủy bỏ một quyết định hoặc thỏa thuận đã đưa ra trước đó. Đó, mọi người gạch chân cái từ quyết định hoặc thỏa thuận đã được đưa ra trước đó, đã được đưa ra trước đó. Điều này làm cho từ rescind nó trở nên khác biệt với các từ còn lại. Rescind, rescind. Text color cho màu đỏ đi, cho nó bold lên nào. Rescind, đúng không? Rescind. Tiếp là resolute. Resolute. Từ này lúc đầu mình cũng không có định vô trong cái list này, bởi vì mình biết là cái từ này rồi, tức là nó kiểu là sự quyết tâm, sự kiên quyết làm một điều gì đó, nó rất là ý chí mạnh mẽ. She remained resolute in her decision to pursue her dreams. Hay là the team were resolute in their efforts to win the championship. Đội bóng kiên quyết trong nỗ lực giành chức vô địch. Tóm lại, resolute dùng để mô tả sự kiên định, quyết tâm trong hành động hoặc suy nghĩ không dễ bị dao động. Resolute cũng khá giống với từ ở một khía cạnh nào đó, thì nó cũng khá giống với từ athletic, sự dũng cảm, quả cảm. Tiếp tới là result. Result. Result có nghĩa là quyết tâm, kiên quyết thực hiện một điều gì đó đã đưa ra một quyết định chắc chắn, hoặc là đưa ra một quyết định chắc chắn. Resolve. Vậy thì theo các bạn thì cái từ resolve này nó khác gì với cái từ resolute? Resolve nó khác gì với cái từ resolute? She was resolved to finish the project no matter how difficult it became. The issue was finally resolved after several meetings. Tóm lại, resolved mô tả sự quyết tâm trong hành động hoặc một vấn đề gì đã được giải quyết thành công. Thì cái result này nó sẽ là một cái hành động được giải quyết thành công, đúng không? Kiểu như solved, đã được giải quyết rồi. Nó chỉ là đang mô tả lại cái quá trình đấy thôi. Còn resolute nó là một cái chung chung, nó chỉ thể hiện cái sự quyết tâm thôi. Ví dụ như she remained resolute in her decision to pursue her dreams. Thì cái pursue her dream này mình cũng không biết là nó có thực hiện được hay chưa, đúng không? Hay là cái team đấy nó resolute trong việc giành chức cúp vô địch, thì chỉ là cái quyết tâm của cái team đấy thôi. Còn cái kết quả như thế nào mình không biết được. Thì cái từ result này nó khác, tức là nó đã hoàn thành rồi. Đó, nó khác ở chỗ đó. Reticent. 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 Thế với lại hai từ trước thì mình cũng không biết gì về cái từ này hết. Từ reticent có nghĩa là ít nói, kín đáo, không cởi mở trong việc suy nghĩ, chia sẻ suy nghĩ hoặc cảm xúc. He was reticent about discussing his personal life. Reticent. Tức là người ta rất là ngại trong việc bày tỏ thông tin của người ta. Nó khác với cái từ taciturn. Taciturn là tính ít nói, còn cái này là kiểu không muốn nói luôn ấy. Tức là có thể là cái người đấy người ta hướng ngoại, nhưng mà khi mà gặp những cái chủ đề nhạy cảm thì người ta không còn muốn chia sẻ. Thì đây là reticent. She remained reticent during the meetings, preferring to listen rather than speak. Tóm lại, reticent mô tả người ít nói, kín đáo hoặc dè dặt trong việc bộc lộ ý kiến và cảm xúc. Reticent thường nhấn mạnh vào sự miễn cưỡng hoặc ngại ngùng khi chia sẻ thông tin. Ngược lại,
Taciturn mang ý nghĩa ít nói, một cách bẩm sinh, thường do tính cách trầm lặng, không phải vì ngại ngùng hay là lo lắng gì cả. Reticent. Tiếp là reverence. 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 Reverent. Reverent có nghĩa là sự tôn kính, kính trọng sâu sắc đối với ai đó hoặc điều gì đó, đặc biệt là đối với những người, vật hoặc khái niệm được coi là cao quý, thiêng liêng hoặc đáng ngưỡng mộ. The students showed great reverence for their teacher. He spoke with reverence about his late grandfather. Tóm lại, reverence mô tả cảm giác tôn trọng và ngưỡng mộ mạnh mẽ đối với những người hoặc điều gì đó đáng được kính trọng. Thì từ reverence nó khá là giống với từ venerate. Thì cái reverence này nó mang cảm xúc cá nhân, một cách kiểu mình cảm giác tôn trọng, ví dụ như là tôn trọng bố mẹ, anh chị, ông bà, hay là cô dì chú bác, cô giáo của mình. Còn venerate thì nó sẽ thiên về tôn giáo hơn, nó nhấn mạnh cái tính truyền thống lễ nghi ấy, và tôn kính theo quy chuẩn hoặc thừa nhận lâu đời trang trọng hơn, như kiểu chúa hay là những cái đấng tối cao. Thì cái từ reverence này nó chỉ đơn giản là sự kính trọng, sự tôn trọng thôi. Nó cũng khá là giống với cái từ deference mình học trước đó, đúng không? Reverence, deference đều là sự tôn trọng đối với những người có vai vế cao hơn. Reverence, deference. Còn từ venerate thì nó sẽ ở một cái level cao hơn. Tiếp tới là sage. 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 Có nghĩa là người thông thái, người khôn ngoan, dùng để chỉ một người có kiến thức sâu rộng và đưa ra lời khuyên dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết. Từ này cũng có thể mang nghĩa khôn ngoan, dùng để mô tả lời khuyên hoặc hành động dựa trên sự hiểu biết và cân nhắc kỹ lưỡng. Ví dụ như The sage offered wise advice to the young prince. Her sage advice helped me to make the right decision. Sage advice, đúng không? Nó vừa có thể là the sage là người thông thái, nó cũng có thể là the sage advice, một cái lời khuyên thông thái, một lời khuyên được suy nghĩ bởi một người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Tóm lại, the sage vừa có thể là một người có kiến thức uyên bác, vừa mô tả một lời khuyên hoặc hành động khôn ngoan. The sage archetype này, grants promise, là nó thể hiện provide profound wisdom, guidance and intellectual growth to empower individual to self-discovery and enlightenment. Brand voice này, knowledgeable, insightful, authoritative and thought-provoking, designed to inspire curiosity and foster a deep understanding of the world around us. Brand fears, intellectual stagnation, loss of credibility, being perceived as out of touch or irrelevant, and failing to provide meaningful guidance or insights that empower and enlighten the audience. Tức là sao? Tức là người ta đang nói về những cái chương trình hoặc là những cái brand mà nó thuộc cái kiểu thông thái. Cái kiểu này nó sẽ là cung cấp thông tin cho chúng ta, rồi những cái lời chỉ dẫn rất là khôn ngoan, rất là sage, nhưng mà nó sẽ gặp một cái vấn đề để làm những cái
brand này nó rất dễ bị mất niềm tin khi mà bị dính phố á, và rất là khó để giữ một cái sage archetype như vậy. Ở tiếp nha. Và salubrious. 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 Salubrious là lành mạnh, tốt cho sức khỏe, thường dùng để chỉ môi trường, điều kiện hoặc thói quen có lợi cho sức khỏe thể chất hoặc tinh thần. Ví dụ, they moved to a more salubrious climate for the sake of their health. Họ đã chuyển tới một nơi có khí hậu lành mạnh hơn vì sức khỏe của họ. The salubrious air of the countryside helped him recover quickly. Không khí trong lành của vùng quê đã giúp anh ấy hồi phục nhanh chóng. Thì cái salubrious này nó là một cái không, salubrious air này nó là một cái tốt cho sức khỏe của anh ta. Salubrious, salubrious. Tóm lại, salubrious sẽ mô tả một điều gì đó có lợi cho sức khỏe, thường liên quan đến môi trường sống hoặc điều kiện trong lành. Thì mọi người thấy cái brand đó nó là salubrious live health, live health, tức là mình sống một cuộc sống salubrious, một cuộc sống lành mạnh, trong lành, khỏe mạnh. Salubrious. Tiếp là salutary. 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 Nó cũng là một từ mang nghĩa tốt. Salutary có nghĩa có lợi, mang lại kết quả tốt, có tác động tích cực. Đặc biệt trong trường hợp bài học, kinh nghiệm hoặc điều gì đó có thể ban đầu gây khó khăn, nhưng lúc sau nó lại mang lại lợi ích. The accident was a salutary reminder to always wear a belt seat. Though difficult, the criticism he received was ultimately salutary. Tức là cái sự salutary này nó là la salubrious sau khi nó trải qua những cái khó khăn, đúng không? Tóm lại, salutary mô tả một điều gì nó có lợi hoặc hữu ích, thường là từ những trải nghiệm hoặc bài học khó khăn nhưng mang lại kết quả tích cực. Can we take him off the carrot pretty soon? Doctors, salubrious. Salutary là wholesome, beneficial, helpful. Salutary Terry food. Can you take, can we take him out the carrot pretty soon? Salutary. Okay, tiếp theo. Sartorial. 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 Sartorial là liên quan đến quần áo, cách ăn mặc hoặc thời trang, thường ám chỉ sự khéo léo hoặc phong cách trong cách lựa chọn trang phục. Sartorial. He is known for his impeccable sartorial choices at every event. Sartorial choice. Sartorial choices. Tức là cái gì là tốt ấy, để cách chọn trang phục. Her sartorial style is both elegant and modern. Thì có một cái phong cách của nam gọi là sartorial, trang phục rất là gentleman, tinh tế. Sartorial, sartorial. Tiếp là toxic. Toxic. Toxic là sự ngầm hiểu, không có nói ra nhưng vẫn được chấp nhận hoặc hiểu mà không cần phải rõ ràng bằng lời. Từ này thường được dùng để mô tả đồng thuận, thỏa thuận hoặc hiểu biết ngầm giữa các bên mà không cần diễn đạt trực tiếp. They reached a tacit agreement to avoid discussing the issue.
một thỏa thuận ngầm đúng không? Họ đạt được một cái tacit agreement để có thể tránh những tránh thảo luận về vấn đề đó. There was a tacit understanding between them that they would not speak of the matter again. Có một cái sự hiểu tacit giữa họ rằng là họ sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Tức là tacit này là không có một cái gì để ghi lại, mà chỉ là cái sự hiểu ở trong đầu của các bên liên quan thôi. Thì mình có cái từ explicit và từ tacit. Thì từ explicit là sự rõ ràng, lộ ra rõ. Còn tacit là những cái ngầm, những cái ngầm ở dưới đúng không? Ví dụ như knowledge is at an expert. Sự hiểu cái gọi là hiểu biết của mình ấy, nó giống như là một cái tảng băng trôi. Những cái phần mà thấy được ấy thì nó sẽ ở trong đầu và ở trong sách. Nhưng mà những cái ngầm hiểu tacit thì nó là sự interaction giữa người với người, hay là các cái hành động của họ tacit ở trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tacit. Như đã nhắc từ trước thì cái từ taciturn này có nghĩa là một người ít nói, một người trầm tính. Thì cái ít nói này là cái bản chất của họ, kiểu như hướng nội ấy, nó sẽ khác với việc mà mình reticent, tức là mình reticent là mình kiểu ngại để nói luôn. Còn cái việc taciturn này là khi mà mình ít nói, trầm lặng, ít giao tiếp. He was a taciturn man, always keeping his thoughts to himself. She remained taciturn throughout the meeting, only speaking when asked for a question, direct question. Tiếp là tangential. Thì mình cũng biết là tangent, tức là sự tiếp tuyến. Thì tangential này, tức là nó chỉ chạm được một phần thôi. Thì nó là một cái liên hệ ít với lại chủ đề chính, một sự gián tiếp thôi. Thường dùng để mô tả những cái điều không tập trung vào trọng tâm mà chỉ liên quan thoáng qua, giống như một tiếp tuyến chỉ chạm nhẹ vào đường tròn. His comments were tangential to the main discussion. Những bình luận của anh ta chỉ liên quan rất là ít, chỉ có thoáng qua trong cuộc discussion đó thôi. Hay là the report included some tangential details that weren't necessary. Tangential là sự thoáng qua, không cần thiết, và chủ đề chính không có liên quan đến chủ đề chính. Tangential. Ok, tiếp tới là Tenuous, tức là sự mỏng manh, yếu ớt, không vững chắc. Dùng để mô tả điều gì đó không có nền tảng mạnh mẽ hoặc chắc chắn, có thể về một mối liên hệ, lập luận hoặc tình huống. The connection between the two events is tenuous at best. Rất mỏng manh. His argument was tenuous and lacked supporting evidence. Tóm lại, tenuous ám chỉ điều gì đó yếu, không đáng tin cậy hoặc dễ bị phá vỡ. Ok.